Lee, my friend. Mời Ly. Bạn đã được mời, mời lại Bill. Mi Du phải chuyển kênh mà vô lại rồi Mi mới mời được. Khỏe lên. How do I chuyển kênh? Biết qua PvE mà PvP. PvP hay là PvE? Biết qua kênh nào cũng được á, để cho nó xóa cái lời mời nãy. Oh, ok, rồi. Khỏe lên. Mời lại. What? What? Đây à, mời lại. What? Bạn đã được mời, what the hell? Click cho tên My rồi bấm vô phòng lẻ lên, nó chửi My. Nó kêu đã được mời. Được tốt. Để My vô đại phòng My thoát ra. Rồi, mời My. Yeah. You are a medic. No, I am medic. Đi theo mi nha. Ok. Select. Yeah. Ở ngoài đường. Cái là cái đó. Sao lâu quá vậy? Vô. What? 3 mét à? Có bị điên không? Cái gì 3 mét? À, kệ YOLO. Du thấy hay là cái nào là ga sốc điện nó luôn nha. Lắm. Tại vì tới 3 mét đó mà nó ra nó sốc điện nó là mất hết nguyên cây máu luôn. Really? Yeah, cầm đồ để hồi sinh á. À. Tại giật á. Mi tưởng đâu giật yếu lắm chứ. Hồ giật mạnh lắm các bạn. Mà Mi sợ chết. Thì kiếm cái chỗ nào mà gần cái chỗ núp mà sát bên nó luôn á. À. Giật nó xong rồi chạy ra núp ở chỗ đó xong rồi bơm máu. Đá chiến thuật đồ. Rồi Mi sẽ cướp heal. Rồi nó quay cái đít lại là bụp. Đáng nữa, mày ngủ nguyên fan kia. Đúng. Hôm bữa chơi fan war đúng vui luôn á. Mày mời nguyên vô. Fan vô luôn á. Full phòng luôn. À. Lắc vô làm chiều. Ôi cái này bắn chết bộ nha. À. Nguy hiểm. Mày phải né. Secure the area and neutralize all Blackwood forces. Mình nghe cái echo luôn á. Lạc, 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 lạc. Chạy chết rồi. Có lỡ. Chạy ba thằng chết luôn rồi. Cái đất gì vậy? Thôi, bỏ mẹ. Tự nhiên lắc quá à. Bây giờ nó đang hết lắc. Mới vô trận. Còn có mình Du à. Còn ai không? Ủa làm sao hồi sinh có checkpoint không? Có. Có nào ở ngoài đó nữa không vậy? Để mình. Ủa. My có nhìn theo Du được à, không nhìn ra ngoài. Còn ai không? Ngon, Mi sẽ dùng thôi. Tim. Mi đang record lại. Chắc tại record nên nó mới lắc. Đi, chưa chết nữa. À, còn có chút xíu máu. Thua mà.
Hãy restart lại. Mình đang cần cao giá bơm mau, Mother Asmo. Hãy restart lại. Để mày đi đi tới lần tại cái chiếc nó. Ôi bậy à. Mình chạy vô lô đi. Bắn luôn chết. Oh my shit. Đi đâu vậy? Nó bắn không chết, trời ơi. Lắc rồi. Ôi hết đạn rồi. Ôi. Ủa sao xài coi. Tại chắc không gần đó bởi vì restart lại đi. Thì toát xuống chết nữa là khôi nữa. Cũng như sau. Quang ở đây có rất là nhiều điểm giảm kiểm soát đi. Ủa vô còn đầy máu không? Đây dùng con là nó bơm lại hết. Ôi gì? Này em mới né viên đạn. Like you. Mày đang đeo phone để tí. Slide kill cái tường. Tự nhiên nãy chọi luôn. Không chết. Ôi. À. Ừ. Bắn. Nè. Ừ. Đi. Không có thằng nào khác. Ừ. Mới né viên đạn. Ừ. No. Nhìn cô ta. Quay lại, nó là sao? Mang. Sẽ coi luôn đi. Ủa sao có vô có tới hai cái xác lận? Không, tại cái này là của thằng sói đen. Thằng khác. Ồ, ủa nó đâu ra vậy? Nó mới vô phòng. À, nó mới vô cái chết luôn. Đang kiểm soát, run. Đi từ từ. Để mình nhìn xuyên góc. Nhìn qua góc chứ. Ủa Du chạy đi đâu vậy? Mình siêu. Đâu thấy đâu. Đâu có thằng nào đâu. Nếu mà đứng từ xa là chổi scope. Nó đâu? It's over there. I can't see. Ồ, oh, đó. Like a boss. Còn thằng nào nữa không? Khoan, đổi scope lại mới được. Nè, lại gần là một viên liền. Ủa, như cầm gì vậy? Ôi, mày. À. Thằng nào bắn mi vậy? Không thấy. Nó tuốt bên kia. Chó chiến cơ. À. Nè, đi theo mây. Captain Mi tưởng Captain Bảo chứ. Ok, khoan từ nha, có thằng đứng ở trên đây nè. Đứng lên nồng. Chết. Ủa còn nữa. Còn kia. Đi từ từ thôi, đi từ cao cấp. Thử rồi mới ra biết có người chết. Mày thằng nào thầy con rồi. Đó là em không thấy gì hết. Thôi mày. Đợi tao. Spec kìa, spec kìa. Go with me. You đâu? Ờ thêm, I'm behind you. Biết này nó cũng ngưỡng mộ mi. Ồ, đi vô nè. Đi theo vô hả? Ừ. Okay, có thằng chết rồi kìa. Rồi, chết rồi. Đồ chết. Yeah, just in time. Tá lượt chưa chết kìa. Đâu, chạy ơi. Bạn được bảo vệ bởi cách tình yêu. Thôi. Chạy theo vô. Đứng trên này để bắn.
Đây có thằng sao luôn kìa. Ok nhé, chắc quay. Dù đạo quay qua bên đây cho ô thằng nó cầm hờ kìa. Nó nghe nó thấy cầm quốc. Mi mà làm mét là mi cầm xa ra. Ê, từng... Ủa vô, cái này bắn đồng đội vô rồi đúng không? Hồi máu, hồi máu. Ủa tự nhiên mới hồi máu chứ không mới biết. Chịu đâu rồi. Xô rối. Ờ, chịu đi. Go over here with me. Ôi, ai, ôi, ôi, chạy mày. No, stand still. Heavy gunner, đó. Đó, bắn mi cầm súng. Ủa cầm súng này được không giờ? Nhưng mà nó chết. Rơn uống kia đi. Rơn nó đâu rồi? Sao vậy? Chết chết chết. Yeah. Chết một. No get in. Ủa hơi bị bắn hơi. 50 energy pack on the gunner's back. Cầm mi dịch điện không? Dịch đi, dịch đi, dịch đi. Đừng nói đâu. Ô! Má! Dương! Dương! Trời! Dương! Dương! Xài khôi không Dương? Hả? Xài khôi không? Ôi, mày làm gì đây vậy? Ôi, nó đâu rồi? Chị nha. Mày chạy đi, chạy đi. Run, run. Đi đâm nó nè. Chết. Ôi. Hết chọc luôn. Vậy à. Ô nào vậy? Nào nào mới bắn vậy? Ô. Ô. Ô sniper. It's the energy pack on the gunner's back. Chết rồi. Em họ mi tới Bill. Hello. Ô ô thôi. Nè coi mi nào bắn tiên. Còn có mình vô á. Chết hết rồi. Mi thật ra là mi không thấy nó luôn á. Mi chỉ bắt lại à. Gì đâu giờ. Quay gì. Máu. Cầm gì nè. Nó bắn thiêu lạc. Thè chạy. Thì ba người chơi chết hết 5 người. Đúng rồi đó. 5 người chơi chết hết 4 người còn 1 người. Anh kia hết. No, I will not die. Không lẽ giờ chơi dao quá trời. Giờ chơi gì vậy? Cái đạn đi con ơi. Cái đạn đi. Cái đạn đi. Phải. Try to find him and attack from the rear. Sai cô nhiêu. Chết rồi. Nhẹ hơn lắm. Nó làm sao mà hay vậy. Thôi nghỉ. Chạy. Chết đi con. Ủa là thần sai cô nè. Chết đi. Thôi chết. Chạy à. Thôi. Mày nói như cái đồng tiền hồi sinh. Chạy.
chung rồi. Tập thể dục đi Heavy ơi, tập thể dục nào. Cả đoạn đi cô. Có số 2 mà. Con mặt quá. Nó cái đuôi á. Dạ. Chết đi. Chết đi thằng mập. Rồi đâm. Ôi, thằng mèo con vô kìa. Đúng không? Tao đi, tao cố. Đúng, đứng yên rồi nó bắt chết. Thằng da kẹm vào đâm. Ôi, ôi. Lùi cái đầu vô đó. Ủa, có thằng khác vô nè. U một đống mèo con. U tao mèo con. Còn giữ con chết. Cài đạn đi, cài đạn đi. Ơi, cái gì vậy? Thôi. Khoan, cứ để cho nó cài đạn xong rồi đâu. Đúng rồi, nó cứ chắc luôn rồi. Ô, thêm thằng kia vô. Mấy điều rồi. Rồi, một mình em đi chơi. Anh thử chết luôn. Vui rồi, dạ dùng cái tiết kiếp cầm dao chơi nữa. Còn mình nữa. Mình quên phải thôi. Tự nhiên cứ lo nhìn, nhìn thẳng đó. Cái okay. Tự nhiên xài một đống thôi. Thôi, quên hồi sinh. Nãy bắn cái gì vậy? Ngồi đi, tự nhiên tự bụng người ta còn nói gì. Hình như đang chờ chứ hết đạn. Không chứ hết đạn. Chồng quá hả? Ừ. Nha. Cậu như đẩy. Chết một. Ê Thọn. Thọn chưa thoát ra, chưa vô lại là chưa còn. Còn có hỏi Thọn chưa đây nữa. Gì? Vô thoát, thoát ra vô lại không giết nó. Ok. Thọn cũng tốn khôi. Tự nhiên nãy giờ tốn chín khôi. Lâu rồi. Để chứ. Đợi này nặng. Tốn một nồi thôi luôn vậy cứ vậy. Làm medic hả? Ừ. Mày cũng phải làm medic. Mì sẽ cầm bộ gốc Saga chơi nó. Mì nhiễu. Cái gì vậy? Dừa. Ủa thằng kia ra ngoài. Nào. Đây có thằng nhỏ dừa, có hai thằng. Cô vẫn có người nào? Bị trốn ỉa đó. Chỗ nào? Cũng vậy em yêu. Chỗ nào? Không còn chết. Vẫn tròn chết luôn hả? Đâu có hồi sinh được đâu Bill. Này người nãy hả? Ừ. Chết lòng vòng. Cũng còn như đó mà. À. Thoát ra chơi khác. Thấp. Như cái team này là chỉ chơi còn khác bàn thờ thôi. Bây giờ vô lên 1 2 3 4 5 rồi xong vô luôn. Ờ mày này là mình cần Desert Eagle một submarine mother asshole Saga bông Bill mời mi Bill vô clip clip cho tên Huy á, xong rồi bấm cho chỉ chơi cùng thôi. Ok. Phòng đã đầy. No, why you? Ok. Để mình gặp một khác. Không biết gì. Rồi vô. Yeah.
tập luyện. Cá mập rồi. Vậy là thứ hai là thứ ba được nghỉ đúng không? Hình như vậy. Giờ thứ hai thứ ba bị vô học đúng không? Không ai chơi. Thứ hai này chơi á hả? Chờ người khác vô. Chắc là chắc. Là thứ hai người nãy hả? Không, này anh nè. Này bạn anh. Yeah. Không ai định chơi hết thứ hai rồi. Oh, slide up a kill. Mặt cho này nè. Vô đi anh trai. Vô đi. Vô mời á, My cũng mời. Rồi, từ chối lại mời. Để còn gì để chơi. Oh. Oh, ok. Không cần mời mà anh ấy dẫn vô. Sẵn sàng. Đã gây tiền hay rất thật mặt ạ. Cái gì vậy? Vô luôn. Thế là đợi người này ha. Xong rồi. Cứ vô đi, hồi là nó cũng vô không cộng. Vô đây là My bắt đầu xài khôi nè. Như còn bao nhiêu khôi? 41. Chạy. My còn 17. Tại My quay sống á. Quay quay bụng 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 ra ra chừng một máy bắp ra cái này cho một nồi thôi. Cái gì vậy? Bin lấy ra con. Đang đợi những người chơi khác bắt đầu game. Today's mission is far more dangerous than any you've undertaken so far. We're entering the Lion's Den, Blackwood HQ. Your target is a VIP, an intel suggests this man to be the money behind the entire Blackwood operation. Capture him, incapacitate him, or kill him. He cannot be allowed to leave the building. Tưởng cầm gì? Cục hồi máu. Tưởng mega rồi đây đi. Anh chơi dở. Chơi nằm luôn. Chơi nằm luôn. Ra tủ không thèm bắn luôn. Tập hợp lại. Xuyên tao. Cầu xuyên tao. Đi chạy. Ai cười thấy ghê quá. Tao cười á. Ủa cái này bắn nhau được không? Được. Ôi bậy à. Tự nhiên tập hợp lại đây. Sao già. Đây. Thấy không? Có con thằng nó vô rồi kìa. Ồ. Đúng không? Thấy chân rồi. Cái thang cửa ngoài đó. Thôi là chỉ đi đâu hết rồi. Bill. Gì vô đây. Quay từ đứng kìa đây. Dù biết sao không? À, cái gì vậy Bill? Đừng. Cái gì vậy? Ủa hồi lên respawn lại đúng không? Miu, có respawn lại không? Hold your position. I'll give you the okay when we are ready. Cái này này gắn. Ok. Checkpoint. Restoration and revival complete. Ôi, à gì? Chắc bây giờ làm cái gì? What the? Dude, I want to try my... Mày lưỡi lê, lưỡi lê, lưỡi lê. What? Oh, Ủa mày Du hả? Du chết luôn rồi hả? Ừ, sát Du chết đẹp chứ luôn á. Mặt tập vô cái từ. Còn một thằng á. Mặt cho đi. Anh lấp Du. Ủa mày. Sao khó quá vậy? Nó cầm cây 100 viên nó xả.
tập hợp lại. Sao thằng hơi tập hợp lắm gì chứ. Our radar has intercepted an enemy helicopter. It's moving towards you. It's most likely going to retrieve the target. You must fight your way to the helipad before it lands. It's the only way out the building. Checkpoint reached. Này tầng máy vậy. Ủa tổng cộng có mười. Chết nữa. Mặt đồm cho nè. Xin đi. Xin mặt chết nữa rồi. Xin chết nữa. Nó đâu ơi. À. Nữa. Khó bị. Mà cũng được SP chơi chứ vui. Chứ ngày mới chơi chừng 10 lần được. Nè nè nè. Nè nè. Đó, thấm chưa. Chơi 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 chơi. Chơi nè, nó mới vui nè. Vô thanh hóa là quốc tạp chơi liền nè. Đâu rồi, cái đâu đâu. Bạc. Bạc, sao không bạc. Vô trọng tâm nó mới vui. Anh ơi, em đâm anh nè. Chết hàng rồi chứ. Em đâm anh nè. Thôi, chơi đi, đừng đâm em nữa. Đừng đi, đừng đi. Chơi đi. Cho mặt trong này. Cặp bố đập chết dao luôn. Checkpoint. Restoration nè, and revival complete. Mau thuận, mau. Ờ hỡi em, qua vô đông. Vô, vô theo mày. Thì bắn vô à. Chứ sao. Thì ảnh không. Á cười á. Nhìn cái tim là không được cái đó. Giờ nằm luôn hai thằng. Giờ mới đi không được. Quy mà làm mét một cái. Không được, Du mà thoát ra là Du không vô lại được á. Ủa gì vậy? Chán gì. Tự nhiên làm medic bắn cũng được. Mà cầm cái default nữa chứ. Này bị đập rồi. The elevator's ready. Đi. Chưa giết nó nữa. Ngu luôn. Nó chết. Còn thằng nữa kia. Hai anh ôn nằm xuống chơi nhau. Nằm xuống chơi. Move on. Yeah. Ủa, tới thành thần mới nữa. Ơ, cái gì á? We're through and got the code. Gì vậy? Tự nhiên nó văng ra khỏi tòa nhà. Ai? Không biết, tự nhiên. Tự nhiên mình bay ra khỏi tòa nhà mình nhìn. We are analyzing the data we managed to download from the Blackwood server. As soon as we find any helpful information on the target, I'll update you. Còn sao chưa hồi sinh nữa? Ammo, health, and armor. Đi theo mây thoáng. Đâu? Trời. Mà sẽ búa đi. Sẽ búa gỗ. Ôi. Mới đập đồng đội. Cùng quá. Thằng này khó. Ờ, ghê chưa? Đập chết ba thằng đi. Chết. Ơ, à, chạy, ủa. Ở đây. Ở đây, thật cửa nè. Ở đây. Đẹp trai mà sống lại. Ồ. Trời, chết là hứa xong rồi nè. Nè, lại đây là một đập liền. Này, bà đây. Đó, đó rồi mẹ. Hút, hút, hút. Cái gì á, đồ tề. Hết lắm trời. Ở
tại họ xem tôi để dùng My cắm này, My đâm nó luôn nè. My mua cây dao mà không xài, tự nhiên cầm đâm nó. Elevator's ready. Đâm hút. Nó bắn nó rồi. Cái gì vậy, tự nhiên. Chết rồi. Ơi, sao chết hết rồi. À, bổ dư xài coin. My đâm nó luôn, lại đây. Elevator's ready. Review. Rồi xong. Rồi xong. Cái gì vậy? Sợ coi không? Đập. Ồ. Dùng gì vậy? Súng. Dao. Elevator ready. Chạy lại. And I will tự tử không em? I will. Oh no, 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 no. Khủng quá em. Ủa gì kìa? À đóng cửa. Dạ không được luôn. Nhờ. Đơn. Ê, đập đùng đôi. Qua đây, con. Đu, ngồi tại chỗ đi, đừng đi tới lui. Quay. Nó bắn lên trên. Này, đây, đang cần máu, chạy lắm đi. Giống giờ nè, thiệt. Máu. Ồ, lần đầu tiên một quay mà không chết. Ủa Dương chết rồi hả? Ai bị thằng đi một. No. Sao vậy? Hiểu điểm không? Lần này lại tính làm âm nhau không vậy? Còn một người đâu rồi? Lâu lai nhiều. Ôi lâu lai nhiều. We've discovered that the target was en route to a meeting with Blackwood CEO Ursula Ellis. Don't forget that name, she may very well be your next target. I will provide you more intel on her as you go. Yeah. Ammo, health, and armor restored. Hey! Teammates revived. Tự nhiên mới đập vô. Oh crap. Ơi, lay down cái gì vậy? Bị cái vuông quanh nữa kìa. Đây nữa, đâu rồi? Cho lên cho tới. Mày bắn đứt đi. Ơi. Chơi khác cho nó dễ. Không luôn. Mình nằm nha, không có nào bắn được luôn đấy. Hai thằng làm gì đâu. Thằng kia nhắm súng vô đầu như vậy. Giờ mày giỡn không có đâm mày liền. Ơi. Rồi chết luôn. Mày đâm. Rồi sao không chết luôn. Thôi đừng sạch trái mày.
Đợi thông chết tiếp. Good. Đừng xài khôi nó mêu. Bắn xuyên bạc rồi. Đây. Elevator is a go. Now, you're like a man. Ellis was senior analyst at Brandon Brothers Bank in London when the stock market crashed. Ellis and her family were just a few of the thousands who were disappeared without trial by Britain's new anti-capitalist justice party. The people lost everything they owned, so it was open season for anyone resembling a bank executive. You could almost feel sorry for her. Almost. All expendables restored. What the? Lên cái ghế trước. Chạy cho một nóng. Hồi xuống. Nói gì vậy? Máu không? Thôi. Ê. Không. Ngồi đâu? Dễ thật. Mình ngồi đi, mình không nói. Chưa. Rune kia. Đóng khói không thấy gì hết. Thấy mà. Dễ nhìn hơn nữa. Dễ nhìn. Yeah. Du. Du nha. No. Giữa đỏ và trắng không thấy gì hết. Để du à nhìn đứng. Đứng không chịu á. Ồ, bắn xuyên cái đầu nó dính vô cái đồ bụi chứ nổ. Búa. Nếu tấn công thì tôi cầm súng hết thành tôi đi cầm búa. Ê, đừng bỏ. Chạy đi, đủ đi. Bắt ông mày hết bây giờ chứ hả? Đừng đặt mày. Ủa vô hả? Ừ. You don't want to imagine what happened to her and her family. And Ella is the only one to come out alive. Of all the senior staff at Bremen, she alone survived the witch hunt. She escaped to the U.S. where banks were ruled by fear. They were terrified that the same bloody uprisings that swept across the U.K. would happen in the U.S. too. Checkpoint. Restoration and revival complete. Mới vô. Rồi có một thằng chết. Em nói là điểm thứ hai tới cũng chết á. Trời ơi nó băng. Thằng dùng bơ không có nó bắn gì đâu. Nó bắn bể cái đầu nấc luôn rồi. Ủa cái hàng chi. Run. Bể vậy. Sao nó dịu đâu. Bể vậy. Bể cái miếng nhỏ này. Nước pha thứ ba. Đi vô. Nộp đi vô. Máy rồi. Go go go. À, chạy. Đừng đâu. Just a few months in America, Dr. Ursula Ellis came up with something to keep those fat cats in their heads and sink them down. Black. The woman is a financial and strategic genius.
and with Ellis at the wheel, no. Blackwood turned international almost overnight. Nó rất tăng, rất là cao. Checkpoint reached. All expendables restored. Ai tự ở đó chụp lại luôn thì. Ủa ai? Một đống thằng luôn. Sao? Ở ngoài nè. Nó chụp tụi nó trên đây bấm nhất rồi. Chạy ra không được. Chạy ra đó. Rồi thì chết luôn. Ơi. Gì vậy? Không. Không. Stay away from me. Có đá không? Hey, what? Why you? Why you? Why you? Why hang on, the elevator is almost ready. Tự nhiên thấy cái dấu lựu đạn không biết cái gì. Tự nhiên lột được. Mày à. Run for your life. Năm. Ôi máu. Mày đây là đi. We've got the access code. Sao mà cho bạn rồi hả? Chết rồi. Chết trên bia đâu rồi? Chết luôn rồi. Chết chưa view? Chưa. Còn ngoài kia. Đừng có đạp. Brilliant, no doubt. But she believes in nothing but the almighty dollar. She treats people ruthlessly, without empathy or mercy. She is one of the most powerful and influential people in the world today. But there is one person whose opinion she values even more than her own. This person is our target. Ammo, health, and armor restored. Teammates revived. cùng có trùm mong điêu có điêu lần đầu tiên rồi một thằng chết hồi sinh này. Thằng làm đẹp dữ chết mà nó làm đẹp dữ. Ủa không phải coi luôn rồi xong chết luôn rồi, thằng còn thằng cuối cùng là thằng
Rồi chị lại thông máy không? Đó tập hợp lại đâu là nè. Chạy. Chạy đi em gái ơi, nhìn bác quá lắm mà em chạy đây. Kéo quần xì lên đầu chạy đi. Nó thấy ngỏi làm kiểu hoài. Bắn đập con thằng đứng. Bác chạy. Chạy đi. Chạy ai? Chạy ngồi trong quá. Sẽ chết đại đi. The elevator's ready. Biết rồi. Cái gì vậy Bill? Cái gì đâu, trời ở mà. Yeah. Attention squad, I have an important update for you. The commander of Warface, General Lee Wharton, is personally going to run the operation from this point on. Cái gì á? Thôi mẹ vô đi à. Ở dưới lầu. Checkpoint. Restoration and revival complete. Lee Wharton here. I'm proud of your squad. You're doing a damn fine job. Showing these hardcore wannabes what real soldiery is about. Carry on. 12 là sẽ có. Bị kinh đờ chắc là mập mập nè. Ôi, ôi nó kìa. Nó kìa. Nó kìa. Nó kìa. Hồi máu. Hồi máu. Giờ đi nghe, gặp hành trình mới hả? Tự nhiên có thằng sau lưng nè. Đập nó đi. Không, win mà. Tại vì thằng John này nó sẽ đứng ở đó nó bớt. Là tụi này win nó không được. John này là hồi nãy á. Hồi nãy chơi hết luôn. Để em chơi giỏi vậy. Nãy giờ My đang record lại. Rồi một đống luôn. Lỡ hết đạn rồi. Rồi xong. Chết luôn. Thì cha anh ta bị cướp. Bóng cướp hết đồ. Rồi xong. Gì vậy? Thấm tới rúng. Nè, nó chơi độc mà. Thấm tới rúng. Tất cả nghỉ. Điều. Rồi, thua. Nè, du lên cấp luôn nè. Cá một trăm nghỉ luôn. Rồi. Dạ, cuối cùng. Thấy sân bè ghê chưa? Lên có một cấp à. Ai du không có VIP